là mọi người nghĩ trồng rau thủy canh, trồng một lần ăn được mãi mãi. Nhưng mà không phải như thế đâu. Cứ sau hai đợt rau là chúng ta lại phải lột hết ra vệ sinh những cái bồn rau thủy canh một lần. Mà muốn vệ sinh là mình phải tháo hết ra từng bột mình rớt ra, xong mình chà để mình vệ sinh mình rau lại, xong mình lại lắp vô rồi mình lại bỏ rau rồi từng cái vô. Tại vì mình không tốn đất, mình không tốn công mà đem đất từ dưới lên đây thì mình phải có cái giá mình trả lại, người ta gọi là trả giá. Bây giờ là mình phải lấy rau ra trước nha mọi người. Quên, đầu tiên là mình phải rút điện ra nha mọi người. Nó rất là dơ luôn á. Hai cái trụ này á là tôi mới vệ sinh xong nè. Trời ơi, hoa rau nó tươi tốt đó mà nó xanh ương à. Tao muốn nó lớn nhanh ghê luôn á. Còn cái trụ này là tôi làm biếng chưa có vệ sinh nè. Rong rêu nó còn bám nè. Đó. Bởi vậy cây nó cứ bị lớn hoài luôn á. Mày ngọt bị lớn mà nó còn héo nữa chứ. Mấy bà ơi đâu rồi á. Vườn rau của tôi đã xuất hiện sâu rồi nè. Trời ơi, nó ăn rau của tôi xong nó đĩa là cũng cứ bự cho bá luôn. Má coi con sâu này trời. Thì ra là nhà ngươi. Ê, nổi dây gà nha. Mày núp ha, trời đất ơi, trời ơi hai con. Nè, chi cái rau của tôi. Tôi tạng hết trơn. Bữa bị sâu ăn nè mọi người. Nó vẫn lên nữa nha, nó vẫn chưa bỏ cuộc. Đó, nó mọc ra tiếp. Đây nè mọi người. Mọi người có nhớ hôm bữa không? Hôm bữa mà cái cây mà bị con sâu nó ăn á. Nha, bữa nay nó lớn luôn á mọi người. Đó, mấy cái chỗ này là mấy chỗ bị sâu ăn nè. Đó là mấy cái lá nè. Xong nó vẫn phát triển luôn. Còn cái chồi mới nó vẫn cứ ra luôn. Nè, đảo hơn. Thôi mọi người ơi, nhưng mà cái rau khẻ kheo này mình không biết nấu gì ăn ngon hết trơn á. Rau này nấu tây, còn mình ở quê mình không có biết. Mọi người biết nấu gì ngon chỉ mình với nha.